Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay ô tô Cú Tuấn Anh Hải Phòng sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu xe. Đấy. Hiện tại đang có mặt tại cửa hàng của mình có địa chỉ tại km 11 đường Cống Trắng Quán Toan Hải Phòng. Anh em nào có nhu cầu về mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0989 711 706. Đấy. Hoặc quý vị và các bạn có thể đăng ký và like kênh trực tiếp cho mình. Thì mẫu xe hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn đó là chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 bản Nimo đã được lân kịch tên tư nhân biển Hà Nội. Đấy. Trên màn hình quý vị và các bạn đây đó là chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 mình cần giới thiệu. Em đang chào bán chiếc xe này với giá tiền là 256 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu về mẫu xe này thì hãy liên hệ. Đấy. Anh em nhìn thoáng qua thì thấy là một chiếc xe rất là bắt mắt này. Biển số rất là đẹp, 66778. Xe đây được trang bị rất nhiều đồ chơi, từ đèn salon, đấy, la răng đúc, xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe đầy đủ. Đấy. Một chiếc xe khá là hầm hố, một chiếc xe khá là chất cho anh em. Sản xuất năm 2010, tên tư nhân biển Hà Nội. Sơn si của chiếc xe thì nói chung là cũng được sức sáp thì đã tỉa lại rồi. Đấy, nói chung là về sơn si. La răng đúc, la răng của nó rất là đẹp này. Tất cả các đèn pha, đèn phanh đã được ốp mạ chrome. Rất là sáng, đèn rất là sáng này. Đấy, lốp liếc của nó, tích dự phòng còn đầy đủ anh em nhé. Đầy đủ đồ chơi này, đầy đủ cái dụng cụ. Đấy. Anh em nhìn thấy ạ. Đấy. Biển 29 nhé. Đấy. Một mẫu xe rất là bền bỉ với thời gian. Đối với dòng này thì nó trước cũng đã qua dịch vụ rồi, nhưng mà đã về tên tư nhân nhé anh em nhé. Đấy. Nên là xe của nó rất là chất. Đấy, mình sẽ đi một vòng quanh xe cho anh em thấy. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến tháng 6 năm 2019. Đấy. Mình sẽ đi vào phần nội thất này. Nội thất của chiếc xe thì không có gì phải chê rồi. Ghế lễ nguyên bản này, à, ghế da này, đấy, ghế da nguyên bản theo xe này, trần nữa, trần 3D rồi, đấy, tì tay này, đầy đủ cho anh em nhé, không phải suy nghĩ vấn đề gì về chiếc xe này cả, đấy. Chiếc xe này thì trước nay thì nó đã được sơn sơn màu xanh, đấy, bây giờ thì nó về tên tư nhân người ta sơn lại màu đen. Đấy, chứ không để bỏ là sơn zin của nó thì không phải. Mình bán hàng thì mình cứ nói thật cho anh em. Anh em cảm thấy mà ok thì hãy liên hệ trực tiếp với mình. Đấy, kể cả cái bô lăng này cũng được độ lên này. Xe thì rất là chất cho anh em. Đấy, đã đầy đủ đồ chơi này. Đấy, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe đầy đủ này. Đấy ạ, gương cụp xòe này. Xi nhan trên gương này anh em này. Đấy. Đèn thì đèn salon rất là sáng đúng không ạ? Thì với giá tiền chỉ có 256 triệu đồng thôi. Anh em có thể cân đối với mẫu xe này với nhiều dòng xe khác. Đấy. Cho dù đây là một chiếc xe nó đã qua dịch vụ nhưng mà chất máy của nó thì anh em không phải suy nghĩ điều gì. Xe đã có màn hình DVD và cam nùi đầy đủ cho anh em. Đấy, vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Bô lăng cổ số rất là đẹp. Trần 3D. Đấy, một chiếc xe mà nói chung là nó cũng qua dịch vụ nên là nó có tí sơn si của nó không được vẫn còn sơn lại, nó vẫn thỉnh thoảng vẫn chỗ lọ màu xanh. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở phần máy lên để cho anh em xem chất máy của chiếc xe này nó như thế nào.
đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe này. Máy móc của nó rất là sạch sẽ này. Đấy. Máy nổ rất êm. Rất là mát. Đấy thì vừa rồi ô tô cũ Tuấn Anh ở phòng giới thiệu cho anh em mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010 bản Nimo lân kịch đang được chào bán giá tiền là 256 triệu đồng cho anh em. Anh em nào có nhu cầu về mẫu xe này thì anh liên hệ trực tiếp với mình. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm đến kênh của mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.